Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Chúc anh em một ngày thiệt là tốt lành. Thì hôm nay như tiêu đề thì shop Minh về em bốn mấy mà giá hiện tại thì khỏi nói rồi, rất là ok luôn. Giá rất là ok rồi, đó là em Kawasaki Z800. Con này là đời cao nhất, 26 ABS. Con nó rất là nhẹ nha anh em, nó không có nặng đâu nha, nhẹ nhàng. Đó, thì sơ lược qua cho anh em để anh em biết thêm con xe này. Con em xe này là đến bây giờ mà xe vẫn còn sơn zin luôn, nước sơn zin. Rồi đuôi zin rất là đẹp. Đây, quay cho anh em cái đuôi zin nó đẹp. Chủ đã bọc đề can carbon lại hết nha anh em. Đó, anh em lột ra như mới thôi đó. Xin nhanh zin trước sau đẹp luôn. Còn zin là đẹp hết luôn. Đây, cái móc quan trọng á là đó là hai chìa khóa zin. Anh em thấy chưa? Cái này là cái mã, hình như là cái mã chìa khóa, còn cái này là cái chìa khóa zin. Chưa sử dụng, còn sử dụng con chìa thôi. Đó. Mình mua xe mà anh em thì mình mua những xe kỹ càng cho anh em thì mình mua xe cũng hơi khó tính đó. Rồi bây giờ thì cho anh em quay cho anh em coi Kubo ha anh em. Xe đúng chuẩn là 20, để mình quay cho anh em, 23.000 cây nha anh em. Đúng chuẩn 23.000 cây, thì những cái xe mà từ 30.000 cây đổ xuống là nó như mới rồi, nó mới lắm anh em. Vỏ này là vỏ rốt 5 nha anh em. Đó, vỏ rốt 5 mới tinh luôn nha anh em. Rõ rốt 5 là vỏ ok nhất dành cho dòng nách kịch nha, Michelin rốt 5. Rồi, còn chần chờ gì nữa, để cho anh em nghe tiếng bô. Bốn máy rất là đã. Này bô zin nè, móc nhẹ xíu thôi hả anh em. Đã, B. Đó. Mở anh em cho anh em nghe coi hai giác nè, hai giác của Z800. Đó, rất là đã. Rồi xe thì có đồ chơi xương xương thôi, chủ xe cũng kỹ, thì kính gù nè, rồi chống đổ lại bảo vệ lốp máy. Nói anh em coi sơn cục máy nè anh em, sơn cục máy còn cực kỳ đẹp luôn đó, sơn cục máy còn đẹp luôn đó, tem Kawa chữ Z, chrome này vẫn còn luôn, nói chung là sơn zin còn luôn, xe chưa có dặm tút gì luôn anh em, xe này chưa có dặm tút rồi luôn, tại vì á mình mua ngay chủ luôn á, là xe chưa có dặm tút được luôn, cũng ok lắm anh em. Mà giá nói cho anh em cái giá hết hồn, anh em bữa nay mua trên kênh YouTube nha, là Minh bán trước ngày lễ là Minh bán cho anh em 139 triệu để anh em chơi trải nghiệm. Con này có hỗ trợ anh em quay đầu luôn, sau lễ là 142 triệu nha anh em. Đó, còn mình bán trong lễ này là 139 triệu, 26 ABS. Anh em cầm 139 triệu đó, anh mua được con nào ngon như con này? Hầu như là không có. Hai chì dắt hãng đẹp tuyệt vời luôn. Rồi đó, đẹp vậy thôi, quay phía sau cho anh em coi. Thường á, những dòng nách kịch á, giống như xe của mình á, con ACB 650 trước của mình á, mà những cái dân chơi mà kiện kiểu như là chơi xe kiểu như là an toàn, bền, đẹp thì đi vỏ Michelin Road 5 là ok nhất anh em nha. Những anh em chơi dòng nách kịch là anh em sẽ hiểu những dòng này. Và ở xe này mọi thứ á, đều được bảo trì ngon lành cho anh em luôn nha. Từ bố thắng tới phốt cao su đồ là mọi thứ là đều bảo trì mới hết. Anh em đi là về chỉ đi thôi, không có bị gì hết. Mình bảo trì cho anh em thêm 1.000 cây đầu tiên luôn, không hư hỏng gì luôn. Nếu hư hỏng gì qua bên mình sửa chữa miễn phí cho anh em luôn. Còn tại con này mình mua ngay chủ xe rất là ngon rồi, thì mình mới dám bao cho anh em vậy thôi. Nói chung ngon, nước sơn mà còn zin hết luôn là anh em hiểu rồi. À, con này có bọc keo nha, hiện tại vẫn còn bọc keo nha anh em. Bọc keo trong anh em lột ra là nó mới thêm một tông nữa. Hiện tại nó vẫn đang có là một lớp keo trong, là chủ cũng kỹ lắm, bọc keo trong rồi bọc những cái nhựa nhám là bọc đề can hết, bọc lại kỹ hết rồi anh em. Đó, thì không còn gì để nói nữa. Em quay ngang qua đây đồ cho anh em coi về Z800. À quên chứ, con Z800 này là biển số Sài Gòn luôn nha anh em, xe Sài Gòn nha anh em chứ không phải xe tỉnh nha. Rồi, ok anh em. Rồi vậy thôi. Bây giờ xong con này rồi. À mình nói thêm, con này bình xăng nó là nhiều lắm, 17 lít lận, 16 17 lít lận, ok lắm. Anh em coi quay coi nắp bình xăng còn mới tinh à. Nói chung những xe này mà xài ít á, nếu như mà 2016 tới giờ là 6 năm rồi mà vẫn chạy hai mấy ngàn cây là ít lắm á anh em. Bình xăng vẫn còn mới tinh à, ok luôn nè anh em. Đó. Cùm công tắc là chưa có dấu hiệu xài nhiều luôn á anh em. Đó anh em thấy không? Đó, cùm công tắc còn mới tan, mới can xà beng thôi, mọi thứ nói chung là tay nè. Chưa có dấu hiệu mà té ngã luôn, tay zin luôn, cặp tay zin luôn từ đầu tới giờ, từ lúc mua xe mới tới giờ. Đó, cho anh em nghe tiếng càng. Rồi, qua con này. Rồi, qua con này, đó là một em Ninja 400. Em này mình giới thiệu lịch sử nó cho anh em nghe. Thì em này thì chủ cũng rất là kỹ, đây.
hai chị khó rất là đẹp ha anh em ha. Tên nhìn là nhức nách liền. Rồi con này anh em này mua trong ngày lễ là mình bán anh em 102 triệu luôn nha. 102 triệu có Ninja 4, con này 29 nha anh em. Rồi thì mình sẽ quay cho anh em về cái này, thì xe này đẹp mà không nói gì hết. Bộ tem này hình như là mấy triệu, 4 5 triệu rồi đó. Thì rất là đẹp, bên trong không có chày luôn, vỏ là vỏ Michelin. Xe hoàn hảo đây. Xe chủ xe vừa tặng hai bình nhớt Motul 300V luôn nha, thay vô luôn nha, nhớt cực mới. Bi quay qua đây nè, có ốc nhớt nè, không biết anh em thấy không? Thấy nhớt màu xanh lè không? Thấy không? Đó, anh em thấy xanh lè, ở ngoài em thấy màu xanh lè. Là mới thay tay cho anh hai bình nhớt mới luôn, anh em biết sao không? Tại chủ xe là cái gì, chỗ bán nhớt hả? Nhập sĩ nhớt anh em, chủ xe là nhập sĩ nhớt. Đó, xe này đồ zin còn đầy đủ luôn nha anh em, không có thiếu gì hết. Có bô đồ luôn cho anh em chơi. Con này đi 16 ngàn nha anh em. Đã lắm. Đi mấy cái xe mà bán mà có thông tin lý lịch bảo trì bảo dưỡng đồ đầy đủ là ok. Xe này ha, còn hai chì bô zin. Xe có chống đổ, có lý lịch bảo trì rõ ràng. Vỏ Michelin này đi cũng ok lắm nha anh em. Nói chung là anh em thay vỏ Michelin thì chất lượng anh em khỏi phải bàn, rất là bám đường. Rất là bám đường. Đó, rồi hai con em quay xe hai con này đó, hai con giá tốt cho anh em chơi ngày lễ luôn. Bữa nay là ngày 28 rồi, 29 30. Mình bán tới ngày 30 luôn nha anh em nha. Anh em nào cần thì cứ alo cho mình liền nha. Rồi An. An nó 1m6 mấy á, ngồi lên xe thử cho anh em coi. Nãy hơi ốm cho anh em. Ốm nhách à. Rồi, ngồi lên xe cho anh em coi. Người mẫu. Đó, 1m6 ngồi thì vẫn ok nha anh em, nhón thôi. Cái này anh em 1m7 thì ngồi bá cháy luôn. Rồi ok, xuống xe. Còn Ninja 4 này thì mình ngồi nhiều rồi, 1m6 ngồi Vivo, 1m58 ngồi cũng được nữa. Rồi vô đây. Vô. Ninja 4 full đồ. 1 lẻ mấy rồi nha anh em. Đây có gệt ít ABS nè, nhưng mà con này chưa có chú ký với chủ được. Bây giờ mình đem ra vệ sinh. Chủ chưa ký. GX ABS. Đây, dòng ABS nè. Con này bán 3X thôi nha anh em. 30 mấy triệu là có GX ABS trước sau rồi. Đó. Rồi, MT15 52 triệu. À, xe toàn là xe VIP không? Chủ đi kỹ rồi anh em, hai chì rồi, không có số hiệu xước xác luôn. Anh em mua xe anh Minh thì anh em nhìn clip sơ qua để anh biết là xe người ta đi đẹp rồi. Rồi. Mình á, anh em lưu ý nha, xe bên mình là chỉ có cho thuê, mình làm ra mình hy sinh một chiếc CBR 250R, tại xe nào trước mình làm lên mình chưng, mình độ lên mình chưng, mình không có bán nữa. Đó, mình làm biến bán cho nên tại mình độ lên hết anh em không có về dinh được. Cái đầu này mình độ lên đầu 500 rồi, mình chế hàng mũ không có về dinh được. Cho nên nó là vậy á, cho nên bây giờ chỉ cho anh em thuê thôi, còn nếu mà con này bán mình bán chắc anh em tầm 70. Nếu như mà bán tầm 70. Còn mà thuê thì cho thuê anh em chạy trải nghiệm chơi thôi. Chứ tại con này mình độ lên rồi, em biết cái đầu này là không là 20 mấy triệu à. Mình độ lên thì mình không có không, kiểu không muốn bán anh em tiếc tiền á. Còn mà bán thì để anh em 70 là anh em chạy trải nghiệm. Nói thiệt anh em, 70 giờ anh em chỉ mua được chiếc R15V3 mới chưa đủ đó. R15V3 mới tầm 7 mấy không à. Rồi R3 lướt nè, không phải R3 khuyến mãi nha anh em. R3 này R3 lướt nha anh em, 90 mấy triệu thôi anh em. Rồi con này là 46 triệu nè. Đó, 46 triệu 200 phân khối, con này là có người cọc rồi. Đó, rồi. Đó, con này thì nếu như mua về chạy trải nghiệm hơn mấy con 150 thay vì mua 150. Tại vì mình độ lên rồi nên mình để duy nhất một con này cho anh em thuê thôi. Đó, rồi. Đó, còn mấy con cho anh em chơi lễ. Con này giờ mình lột keo nè anh em. Chừng nào á anh em, để mình ví dụ cho anh em. Đây, quay gần đây. Chừng nào cái keo nó cũ á, nó cũ giống như keo con này nè thì mình mới lột ra. Tại vì mắc công nó mới thì để lại cho anh em xài, giống như con Z8 ngồi kia nó mới thì để lại cho anh em xài. Còn con này nó cũ á, giống như chỗ này cũ, lát nữa mình lột ra mình vệ sinh nè. Con này cực kỳ keng luôn, siêu đồng hồ vẫn còn nè anh em. Siêu đồng hồ vẫn còn đó, siêu đồng hồ vẫn còn, nhưng mà con này mình chưa ký với chủ được. À, cái đầu lột, còn mấy cái này á, nó đề ca nó còn mới, mình để gì cho nó khỏi chày. Mình lột cái đuôi thôi, nó xấu mình lột ra, nó chốc á. Rồi. Anh em nào mua với 8 con này mình thấy ngon em tầm giá nha anh em. Đi nó cũng đỡ lỗ anh em. Mấy con này dở đỡ lỗ. Hồi đó mua 300 luôn, bây giờ trời còn có 100. Nếu như mua trước, mua trong
mua trong lễ này mình để 139 nha anh em. Còn anh em sau lễ là 142 nha anh em. Anh em nào mua sau lễ thì mình để giá 142 nha, không có bớt nha anh em. Tại xe này mình bảo trì bảo dưỡng lại hết cho anh em mọi, nên anh em cứ yên tâm mà chạy đi. Đó, mấy còn mấy xe đó anh em nào thích thì cứ alo cho mình số điện thoại 0916640653. Rồi, hoặc là qua shop mình trực tiếp ha. Địa chỉ của mình là 43D Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6. Anh em nào mà không tìm được, anh em chỉ cần tới cái trường trung học cơ sở Phú Định là nhà mình nằm bên hông trường luôn. Còn anh em nào mà không biết nữa thì cứ bấm Google Minh Biker là sẽ có map và số điện thoại trên Google cho anh em tới rất là dễ dàng. Đó, rồi còn mấy xe thôi. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip thì quá tuyệt vời anh em. Theo mình thấy cặp vỏ rốt năm này á, hiện tại bây giờ là khoảng 8 tới 9 triệu một cặp. Anh em nào có thể nghiên cứu cho Z8 là xe này mà anh em mua được tiết kiệm được mớ rồi. Đảm bảo anh em là không có, Z8 rất là nồi đồng cối đá. Đối với những con như thế nào, đối với những con như thế này, còn nhiều con là đi nhiều quá thì nó không nồi đồng cối đá nữa. Con Z8 anh em chạy 6-70 ngàn cây mới làm sinh cam cỡ đó anh em. Z8 là cái con mà bền nhất, nồi đồng cối đá nhất mà mình đi Kawasaki từ trước tới giờ. Nhưng mà anh em phải lựa đúng xe mua. Như mình là mình về ít lắm, lâu lâu có một chiếc, phải lựa đúng xe mua. Mua không đúng xe, mua xe qua tay nhiều người á thì nó không có còn ngon nữa. Nhưng mà so với giá tiền này mà trải nghiệm bốn mấy thì quá là tuyệt vời anh em. Cực kỳ tuyệt vời ha anh em ha. Trăm bốn mấy anh em chưa đủ tiền mua một con Ninja 400 mới nữa nè. Thiệt, đủ mới mua được con R3 thôi. R3 đời mới thôi anh em. Hoặc MT03 đời mới thôi. Chơi bốn mấy này uy lực, phấn khích, chạy sướng lắm anh em, đã lắm. Đó, còn xe thì can không phải bàn. Dán keo trong, keo ngoài, cho anh em coi số sườn này, cực kỳ đẹp luôn. Đẹp cỡ này luôn anh em. Sườn đẹp cỡ này thôi chứ còn gì nữa anh em. Đẹp cỡ này thôi. Rồi vậy thôi, nói ít anh em cũng hiểu hết rồi ha. Rồi, cảm ơn anh em nhiều ha. Chúc anh em làm việc một ngày thiệt là tốt lành. Rồi, cảm ơn anh em thời gian qua cũng đã ủng hộ tin tưởng shop Minh Biker. Like, subscribe.